nhận định soi kèo nữ Thụy Điển với nữ Italia 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7. Với việc nữ Argentina và nữ Nam Phi vừa có trận hòa ở loạt đấu sớm vòng 2, thì giờ đây chỉ cần tuyển nữ Thụy Điển có được chiến thắng trước nữ Italia ở trận đấu tiếp theo thì gần như họ đã bỏ túi chiếc vé đi tiếp đến vòng 16 đội. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản đối với thầy trò huấn luyện viên Gerhardsen, bởi mặc dù nữ Thụy Điển luôn có mặt trong top 5 đội bóng nữ mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong những năm trở lại đây, nhưng trong 3 lần gần nhất khi đối đầu với tuyển nữ Italia thì họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì khi chỉ có duy nhất một trận hòa và để thua đến 2 trận. Song, một kết quả hòa ở trận này cũng không phải điều gì đó quá tệ đối với nữ Thụy Điển, bởi ở trận đấu cuối cùng họ chỉ cần một kết quả hòa trước đội bóng không còn quá nhiều động lực như nữ Argentina thì đội bóng của huấn luyện viên Gerhardsen cũng sẽ là cái tên giành quyền đi tiếp mà thôi. Về phía nữ Italia, họ cũng đang đứng trước cơ hội rất lớn bước tiếp tại vòng chung kết World Cup 2023 giống như tuyển nữ Thụy Điển. Nếu như thắng ở trận này, thì nữ Italia sẽ có được chiếc vé đi tiếp từ sớm, còn nếu như chỉ hòa hoặc thậm chí để thua trước nữ Thụy Điển, thì cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Milena Bortolini vẫn là rất lớn, bởi đối thủ ở trận đấu cuối cùng của họ chỉ là cái tên Nam Phi, một đội bóng cũng không còn quyền tự quyết định số phận của mình. Vì vậy, đây là trận đấu được dự đoán cả hai đội sẽ thi đấu khá cởi mở, nên nữ Italia sẽ không gặp quá nhiều áp lực trong trận đấu này. Và cũng giống như đối thủ, với việc có được ít nhất 2 điểm sau 2 vòng đấu còn lại, thì nữ Italia sẽ có được vinh dự lần thứ 2 liên tiếp vượt qua vòng bảng tại một vòng chung kết World Cup dành cho nữ. Soi kèo nữ Thụy Điển với nữ Italia. Như đã nói, với việc chỉ cần có được 1 điểm trong trận đấu này, thì nữ Italia cũng không dại gì thi đấu đôi công sòng phẳng với nữ Thụy Điển. Và thay vào đó họ sẽ chọn lối chơi thong dong hơn để các cầu thủ của mình hạn chế gặp chấn thương, cũng như bảo toàn thể lực cho trận đấu quyết định với nữ Nam Phi. Tất nhiên, điều này cũng xảy ra tương tự đối với nữ Thụy Điển, nên phần lớn ở trận này hai đội sẽ cầm hòa nhau và nữ Italia sẽ là cái tên được quan tâm nhiều hơn khi mà họ đang được nữ Thụy Điển chấp nửa trái ở kèo châu Á. Cần biết ngay lúc này, cả hai đội bóng đều để thua kèo châu Á trong cả 3 trận gần nhất. Tuy nhiên trong 3 lần đối đầu trực tiếp thì nữ Italia lại thắng kèo cả 3 trận. Soi kèo tài xỉu nữ Thụy Điển với nữ Italia. Một kịch bản tương tự trận đấu giữa nữ Mỹ và nữ Hà Lan đang tái hiện trong trận đấu này. Nên với tỷ lệ tài xỉu đang ở mức 2 trái 2 trái rưỡi thì phần lớn kết quả ở trận này sẽ không có quá 2 bàn thắng và sẽ về xỉu cả trận. Đừng quên, nữ Thụy Điển và nữ Italia đều thuộc những đội bóng hàng đầu thế giới nên tính chất chuyên môn của trận đấu này là rất cao nên sẽ không có chỗ cho những sai lầm dẫn đến bàn thắng. Đó là chưa kể hàng thủ của cả hai đội vẫn đang thi đấu khá ấn tượng, khi mà trong 10 trận đấu gần nhất nữ Thụy Điển chỉ mới để lọt lưới 12 bàn và con số này của nữ Italia chỉ là 9 bàn mà thôi. Dự đoán kết quả nữ Thụy Điển với nữ Italia. Dự đoán tỷ số 1-1. Dự đoán tỷ lệ châu Á, nữ Italia nằm dưới nửa trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái 2 trái rưỡi cả trận.